Con chim cu này nó có bông nha anh em, bông màu trắng luôn nè, thấy nhìn thấy lạ mắt quá. Mình thì không biết chơi cu, còn anh em nào mà có biết chơi con chim cu thì liên hệ nha, mình sẽ để cái điện thoại dưới phần mô tả nha anh em. Bà Xí xin chào tất cả các anh em và mọi người thân mến nha. Thì hôm nay có dịp về Bến Tre mọi người, thì về tới cái trại của anh Hoàng Bốn nè, mình ở đây sẽ một hai bữa, chắc ngày mai ngày mốt rồi mình cũng sẽ đi rồi. Thì anh Hoàng Bốn mượn mình đăng bán chiếc ghe nè mọi người, chiếc ghe này thì khoảng 50 tấn nè anh em ơi, nhưng mà ảnh thì anh tính làm lại để gắn máy vô, nhưng mà bây giờ thì anh mắc kéo ghe mấy ghe khác làm á, không có thể nào mà làm được, nề thì cứ bận suốt hả. Thì bây giờ anh cứ kêu bán vậy đó, ai mua được thì liên hệ với anh Hoàng Bốn nha, mình sẽ để cái số điện thoại của anh Hoàng Bốn dưới phần mô tả chiếc ghe này của ảnh luôn, và ảnh có những cái máy gắn dừa chiếc ghe này luôn nha anh em. Thì bây giờ mình quay cái mũi ghe ở đằng trước này nè, một lát nữa thì mình vô lòng sâu mình quay cho anh em xem ha. Ghe này thì chỉ có 50 tấn thôi, lúc trước thì có đi chở lúa, mà hiện bây giờ thì người chủ người ta đổi chiếc ghe rồi, người ta giao lại chiếc ghe này cho anh Bốn. Anh Bốn tính sửa lại và bán gắn máy rồi mới bán, nhưng mà bây giờ không có làm được cho nên kêu bán. Giá rất là mềm nha anh em, kêu chỉ có 2 triệu thôi là ghe không như vậy đó, không có máy. Và ở đây thì có máy sẵn luôn, anh em nào muốn mua thì khiêng máy vô gắn luôn. Thì máy cũ của anh Hoàng Bốn ở đây thì mấy cái nha anh em, nó có hộp số luôn nữa. Nếu mà tính cái máy mình cho khoảng 15 triệu nó đi, thì với chiếc ghe này nữa thì tầm 30 mấy triệu mình kéo lên này, mình sửa xương xương tầm 50 triệu á anh em. 50 triệu thì được 50 tấn chiếc ghe đó anh em, rất là bèo luôn. Thì cái này bây giờ thì mình thấy chở rơm với chở nước là tiện nhất. Hiện bây giờ nếu mà không có sửa lại nhiều quá thì chở rơm được nè, chở nước, tới mùa nước mặn tới rồi anh em ơi. Còn bây giờ anh em muốn đi chở các mặt hàng khác thì cứ sửa lại thôi, đâm be vô. Đây nè, đây là bề trong của chiếc ghe nè anh em. Hồi nãy lúc cái bên ngoài mà mình thấy rịnh rịnh ra đen đen mấy cái chỗ đường hèm đó là nhớt nó rịnh ra đó nha mọi người. Còn chiếc ghe này thì nguyên cái dàn mê nó là bằng cây sau cũ hết, chỉ có từ lá be dành á đi lên trên tới phủ đi á là bằng cây kiền kiền Indo nha. Cây đó thì nó dở nhưng mà cũng có cẩn một số rồi, nhưng mà chỗ nào còn lại cũng rất là chắc nha anh em, mình sẽ quay cho anh em xem ha. Còn dàn mê là bằng cái sao luôn nha, sao cũ sao xưa nha, chỉ có 22 triệu thôi. Máy thì có sẵn một cái 345 và một cái Mazda nha anh em. Hình như cái Mazda thì không có hộp số, còn cái 345 thì hộp số liền luôn. Thì anh em nào có muốn mua thì liên hệ với anh Hoàng Bốn nha, mình sẽ để số điện thoại ở dưới. Có vực hầm luôn nha anh em, có vực hầm chở lúa luôn đó. Ấp khẩu thì bằng cây sao vườn. Chỉ có lá be dành với ấp vô với be gió là bằng cây kiền kiền Indo nha. Ấp khẩu mình mẹ là bằng cây sao vườn mà 8 phân chưa có một nha mọi người. Ấp khẩu là chưa một luôn. Cây ra là chưa một hết luôn. Chỉ có lá be dành thì mình thấy lá be dành thì cẩn một hai chỗ, nhưng mà mình thấy sam sam hơi bị nhiều. Lỗi là lá be dành hơi bị nhiều thôi nha anh em.
thì giá 22 triệu thì rất là rẻ rồi, tại vì anh Bốn không có sửa được. Anh Bốn nói là không có sửa được, lý do là bận sửa ghe cho người ta đó, cho nên giờ kêu bán để gần Tết rồi, đừng rút vốn ra nha anh em, bán lỗ luôn. Thì ở đây là có máy luôn, tại nói anh Bốn nói không sửa được, nhưng mà anh em nào có mua thì tại vì khách hàng mà, nếu mà có mua thì ảnh kéo lên anh sửa liền cho anh em được, chứ còn nếu mà của ảnh thì ảnh không có sửa được, tại vì ghe đậu dưới sông chờ tài rất là nhiều, còn anh em nào mua thì ảnh sẽ ưu tiên cho. Anh Bốn có nói vậy nha, mình thì chỉ có demo lại cho anh em như vậy thôi. Dàn hầm mình thấy còn biên bỉ nha anh em, dàn hà hầm dàn mui rồi mình thấy còn rất là biên bỉ luôn á. Mũi trẻ lái tàu kiểu bánh tre chính hiệu nha mọi người, có sàn nước luôn, có nhà mát luôn, bánh lái đầy đủ nha. Nào mọi người nhìn kỹ thì cái lá ốp vô nó vẫn còn xài được nha, be gió với ốp vô là vẫn còn xài được luôn, tại vì mình có kiểm tra rồi. Chỉ có lá be dành, lá be dành thì bây giờ cẩn cũng hơi mấy chỗ, ví dụ giờ mình có muốn mua thì cẩn lại, còn không thì thay luôn cũng được, tại vì giá quá mềm. Được thì anh kéo lên làm luôn cho anh em đó, có máy sẵn luôn, muốn chọn cái nào thì anh gắn vô cái nấy, anh là thợ máy luôn nha, bao chạy. Đây đây là cái máy 345 nè, mình sẽ quay cho anh em xem nha. Còn một cái Mazda nữa mà mình ảnh để đằng cái kho của ảnh, cho nên mình không có đi lại đẳng mình quay được. Còn cái máy 345 thì ở đằng ngay chỗ trại nè. Có cốc đề đầy đủ hết nha anh em. Cái máy này mà gắn vô đó là vừa luôn, vừa túi tiền luôn. Ảnh nói là ảnh bán lỗ lại, đừng rút vốn ra trước Tết nha anh em. Chưa, cái Yamaha 345 này thì mình không biết là cốt còn ít tăng đa hay là xuống cốt rồi nha anh em, mình cũng chưa có hỏi anh Bốn nữa, thì có gì anh em cứ liên hệ thẳng nha. Sẵn tiện thì mình quay luôn dàn cu của anh Bốn cho mọi người xem nha. Ở đây thì khoảng mười mấy con, nhưng mà có con này là nó có bông trắng mọi người, bông trắng rất là nhiều luôn. Mình thì đó giờ đi đây đi đó cũng hơi nhiều, nhưng mà mình chưa thấy con nào, chưa thấy luôn, chưa thấy con nào mà nó có màu trắng như thế này nha. Con này rất giỏi nha, nghe đâu là trả 6 triệu rồi mà anh chưa có bán nha mọi người. Thì anh em nào mà có biết mà chơi vấn đề cua thì cứ liên hệ với ảnh. Đẹp dữ rồi ta. Đẹp. Mua ba mấy lần không? Con cu này có bông ngộ chứ mấy con kia đâu có đâu. Tại vì mình theo mình biết thì ai mà chơi cu quen người ta đam mê dữ lắm, như chơi gà vậy đó. Thì mình quay về thì anh em nào có thích thì cứ liên hệ thẳng với anh thôi. Mình sẽ để cái số điện thoại ở dưới phần mô tả. Ví dụ như không mua bán hay không mua không bán gì, nhưng mà ở gần thì mình lại tham khảo mình coi chơi cũng được. Một lát nữa mình sẽ vô trong mình quay con cu thường nha mọi người. Nhưng mà con cu đó thì nó cũng rất là giỏi luôn, nghe đâu người ta trả 3 triệu đó. Thank you.
13. 13 lên. À. 13. Hai con kia. Con này không gái. Con này là cu thừa nha anh em, anh Bốn nói rất là giỏi luôn, có người trả 3 triệu rồi. Nhưng mà nó thì vẫn còn đây. Khu này là cu thừa luôn nè. Rồi xin chào tạm biệt hết các anh em nha. Nhớ đăng ký kênh, like và share để ủng hộ cho Ba Xí nha mọi người. Thân ái chào tạm biệt.